Hello, xin chào anh em. Thì trước mắt anh em đó là hai mẫu micro anh em có thể sử dụng trong phòng karaoke gia đình ở cao cấp, hoặc là anh em có thể sử dụng trong các sự kiện chuyên nghiệp ở kinh doanh em nhé. Thì với hai mẫu micro này thì nó đều không có chức năng đó là tự ngắt, nhưng với sóng của nó thì bắt rất là xa và chất âm của nó thì rất là hay. Thì với hai mẫu ngày hôm nay em giới thiệu, mẫu đầu tiên đó là lưới Acoustic U905 và mẫu tiếp theo đó là lưới Acoustic U900. Thì với hai mẫu này anh em có thể lên YouTube, anh em có thể search đó là U905 hoặc là U900 Xuân Tuấn Audio để anh em có thể xem được các bài test bên em đã test sóng rồi test chất âm của những bộ micro này. Chất âm thì rất là hay, đều, đầy đủ giải và sóng nó bắt được tầm khoảng 100m đến 150m anh em nhé. Thì với sóng nó rơi vào tầm khoảng 100 đến 150m thì anh em có thể chơi thoải mái với lại các phòng rồi, đúng không ạ? Rồi các sự kiện anh em cũng có thể chơi được 100m là quá thoải mái rồi. Và lưu ý với tất cả anh em, đó là sóng em báo đó là không chập chờn tiếng micro anh em nhé. Anh em xa tầm khoảng 100 đến 150m, tiếng mic anh em alo nó vẫn phát ra tròn đầy đủ tiếng, chứ không bị lẹt xẹt đâu anh em nhé. Thì với mẫu micro đầu tiên đó là lưới Acoustic ở U905. Thì với mẫu micro này thì giá nó hiện tại nó là 7 triệu và nó cũng sử dụng đó là hai tai mic và một đầu thu em nhé. Và đây là một cái tai mic của nó. Một cái tai mic của nó hiện tại em đang bật nguồn đây. Và con này nó có chức năng đó là tắt cả tiếng này, và anh em có thể nhấn vào là nhả tiếng luôn, là nó sẽ có tiếng anh em nhé. Thì bộ micro này với giá 7 triệu thôi, nhưng với cái chất lượng anh em có thể nhìn thấy bên trong nội thất của nó. Và đằng sau của nó thì sử dụng 4 dâu anten anh em nhé, 4 dâu anten. Và 4 dâu này nó là 4 dâu anten thật. Thật ở đâu thì anh em có thể nhìn thấy, từ các chân đường anten ra nó đều sử dụng qua các con để khuếch đại đây, các con anh em nhìn thấy các con để khuếch đại này, các con thạch anh để khuếch đại này và bắt sóng tốt sạch sẽ anh em nhé. Vẫn rất nhiều các con thạch anh ở đây, và mỗi một kênh nó sẽ sử dụng hai hộp sóng, và hai hộp sóng này nó rất nhiều linh kiện và là hai hộp sóng thật, chứ không như một số các cái dòng xua đấy anh em thể thấy nó chỉ bằng 3 đầu ngón tay này, 4 cái hộp sóng bằng 3 đầu ngón tay, nhưng bên trong của nó cực kỳ là ít linh kiện và linh kiện có thể là không có luôn anh em nhé. Và nó không, nó hầu như là nó có thì nó có thể là nó để cắm cho nó có thôi, chứ còn khi anh em bắt sóng con ấy nó chỉ được tầm khoảng 50 đến 70 mét thôi, chứ không được xa hơn và không được ổn định đâu. Nhưng đây là sóng nó nhỏ nhưng nó là sóng thật, sử dụng rất nhiều các con linh kiện chip IC, sử dụng linh kiện cắm anh em nhé, IC chủ đây này, và xung quanh bên ngoài rất nhiều các con IC để xử lý tín hiệu, khuếch đại tín hiệu bằng các con thạch anh em nhìn thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 con thạch anh, và trong hộp sóng này còn có một con thạch anh nữa, 7, 8 con thạch anh em nhé. Chứ không như một số hàng rẻ thì nó chỉ có 1-2 con thạch anh để xử lý sóng thôi. Nhưng đây sử dụng 7, 8 con thạch anh để xử lý sóng cho một kênh thôi anh em nhé. Một kênh luôn nó đã được nhiều như vậy rồi. Đây sử dụng rất nhiều các con xử lý này, rồi các con tụ này, chip IC rất nhiều đây, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, rất xịn sò anh em nhé. Đấy, dây dẫn rồi anten ra, anh em thì thấy các đường anten này, các đường mạch của anten này, nhìn chưa? Đấy, các đường mạch anten này nối với nhau này. Đấy, bắt chung cho một cái sóng và bắt chung cho một tay mic đều qua các con thạch anh để xử lý tín hiệu và bắt sóng, bắt tần số anh em nhé. Đấy, mên mạch của nó đây. Đấy, rất ok và rất ổn áp đúng không ạ? Mặt đằng trước nó đây. Để xem chi tiết về cái video em có test thực tế đó là độ xa của bộ micro này, anh em có thể lên YouTube, anh em có U905 Xuân Tuấn Audio cũng đã xem được cái video rồi. Đã quá chất luôn anh em nhá. Đấy, cái tai mic của nó màu đen nhám này, cũng rất là xịn sò, thiết kế cực kỳ là chuẩn chỉ luôn. Tắt nguồn đi này. Đấy, off luôn anh em nhá. Đấy, tắt nguồn luôn. Đấy, micro U905 nhìn nó cầm rất là đẹp, rất là chắc chắn anh em nhá. Màu sơn của nó thì chất luôn. Đấy, 7 triệu thôi cho một bộ micro này. Và tiếp theo đó là một bộ micro U900. Với U900 này thì quá quen thuộc với tất cả anh em rồi, một tai mic và một đầu thu, với giá chỉ 3 triệu rưỡi thôi. Thì anh em mua hai bộ này thì nó cũng bằng một bộ U905, nhưng U900 này thì nó sẽ phù hợp cho anh em là chưa đủ điều kiện kinh tế, thì anh em sẽ mua một bộ trước và sau đó thì anh em sẽ mua một bộ nữa để sau anh em có điều kiện kinh tế thì anh em mua tiếp, nó rất là hợp lý hơn. Đấy, cho tới tất cả anh em. Thì với con này thì anh em có thể nhìn thấy đây, nó cũng rất là nhiều các con thạch anh
để xử lý và khuếch đại tín hiệu về sóng 1 2 3 4 5 6. Anh em nhìn thấy một tay mic 6 các con Thạch Anh, rồi các con bên trong này cũng có Thạch Anh luôn anh em nhé. Mạch xử lý đây, rất nhiều IC, có một tay mic thôi. Cái thiết kế dạng tay mic hình đuôi chuột này, và đuôi chuột này là đuôi chuột dài anh em nhé, nó là bản Vision 2 rồi, đuôi chuột dài, và bản trước nó sẽ là Vision 1 thì nó sẽ là đuôi chuột nó sẽ ngắn, nhưng bản này là đuôi chuột dài hơn rồi, nhìn thiết kế đẹp hơn, nâng cấp hơn rồi anh em nhé. Đấy, và đây anh em nhìn thấy bên trong bên mạch của nó đây, chỉ có một đầu thu và một tai mic thôi, nhưng cái sóng sánh của nó cực kỳ tốt và chất âm của nó đưa ra thì cực kỳ là tuyệt vời. Đấy. Đấy. Anh em cũng có thể tìm lại về cái video của U900 này, bên em đã test thực tế cho anh em xem và nghe rồi đấy. Anh em thấy có U900 Xuân Tuấn Audio, trên YouTube sẽ có rất nhiều các video để cho anh em có thể tham khảo và xem về cái chất âm này. Hai anten anh em nhé, đây hai anten đều sử dụng anten ra các con Thạch Anh này, xong rồi vào phần sóng. Đấy. Rất ổn định luôn anh em nhé. Đấy, đường này nó ra rất chuẩn chỉ đúng không ạ? Sóng bắt được tầm khoảng 100-150m là thoải mái, chắc chắn cho anh em luôn. Không tiếng, không bị lẹt xẹt, không bị vỡ tiếng, không bị mất sóng anh em nhé. Đấy, các con chip IC chủ, con ngoài rất nhiều các con chip IC. Đấy, anh em có thể thấy. Đấy, linh kiện này dày đặc luôn anh em nhé. Linh kiện thì dày luôn. Và khi anh em đặt hai bộ micro U900 lên thì nó cũng bằng với này một bộ U905. Đấy, đây là hai bộ micro anh em thể dùng sự kiện hoặc gia đình anh em không muốn tự ngắt thì anh em có thể sử dụng với bộ micro này. Thì tại sao ra sự kiện anh em lại không dùng tự ngắt? Bởi vì khi anh em đặt các bộ micro lên các giá chân mic ấy, thì để nguyên một chỗ thì nó sẽ hay sử dụng cái hiện tượng đó là bị tự ngắt, thì anh em chỉ phát biểu từ tầm 3-5 giây thôi là nó sẽ hoạt động cái chế độ tự ngắt, thì đó tiếng anh em sẽ bị mất anh em nhé. Nên tại sao sự kiện anh em không có dùng đó là chế độ tự ngắt, mà anh em chỉ cần tập trung vào đó là sóng sánh phải tốt, chất âm phải là hay, độ bền ổn định cực kỳ tuyệt vời, hát và hút mic anh em nhé. Thì ok, hai mẫu micro này có thể đáp ứng được mọi nhu cầu đó của anh em. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với em qua số điện thoại bên góc dưới màn hình. Xem video thì hãy nhớ cho em một like, một nút đăng ký kênh để xem các video mới nhất anh em nhé. Lấy U905 với hai tai mic và một đầu thu giá 7 triệu và U900 với một tai mic và một đầu thu với giá 3 triệu rưỡi anh em nhé. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau. Có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với bên em qua số này bên dưới, và lưu ý với tất cả anh em có hỗ trợ trả góp anh em nhé. Chào tất cả anh em ạ.